Chào các bạn nhé. Ở video trước thì mình đã làm xong cái phần sâu dữ liệu trang địa chỉ theo quận huyện. Thì khi ví dụ như khi các bạn vào một cái quận huyện này, tỉnh thành này là Hà Nội này, trong Hà Nội này hiện tại mình mới chỉ có thành trì thôi, thì mình sẽ kích vào đấy thì nó sẽ ra trên thành trì. Thì ở đây nó sẽ sâu ra những cái job tương ứng của nó. Ok, hiện tại dữ liệu thì mình chưa có nhiều nên là các bạn nhìn nó chưa được, chưa thấy được sự thay đổi đâu. Khi nào mà mình đã xong thì tất cả luôn, bắt đầu mình sẽ đi vào bên tên từng cái ứng dụng một. Đấy. Thì ở bài này mình sẽ tiếp tục là gì? Những cái trang này mình sẽ để sau. Bắt đầu mình sẽ build một cái module ở trong admin. Đây, mình sẽ làm một cái bài bài 24 trước. Tức là mình sẽ làm nó xóa lê với nhau chứ không phải là theo thứ tự như này. Thì hiện tại bây giờ cái series này của mình cũng đã đi được cũng khá là nhiều rồi. Nó đã được cũng đã đi được 1 phần 3 rồi đấy. Bạn này sẽ tiếp tục tạo những folder layout cho core nhé. Thì ở đây các bạn để ý này, ở trong này thì mình đang có một cái admin này. Đấy. Thì ví dụ như ở trong này các bạn cũng tạo tiếp cho mình là PPA Artisan Make Controller Admin này. Admin Category Controller. Đấy. Ngoài admin các bạn còn có location. Đấy. Role. Sau đó role thì nó sẽ có là gì? User. Đấy. Ok, tạm thời là như thế. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là ở đây này, các bạn để ý thấy là mình đang có đây, các bạn đang có một cái view này này. Thế đây các bạn tạo cho mình một cái gì? Layout. Đây các bạn cũng cho mình một cái file là admin. Sẽ có cho mình là trong này các bạn cũng tạo cho mình là page. Ok, sau đây thì ở đây các bạn cũng sẽ có là location. Role. User. Đấy. Trong trong này thì các bạn cũng sẽ có là gì? Index. Form create update. Đấy, trong các file này các bạn cũng sẽ có tương tự đấy. Ok, tạm thời là nó sẽ như thế này. Đấy. Thì ở đây tiếp tục ở đây các bạn cũng sẽ tạo cho mình một cái router. Các bạn tạo cho mình một cái router này. Admin. Đấy. Nó cũng sẽ giống như thằng user này thôi. Mà tạm thời mình sẽ chưa phân quyền nó vội. Đấy, các bạn xóa đi những này nhé. Đây là admin nha. Namespace của mình là admin nha. Đây, namespace này, admin đây. Đây thì các bạn để cho mình là gì? Location. Thì ở đây admin location. Đây thì các bạn thêm. Đấy. Đây. Đây các bạn get admin. Đấy. Các bạn để tiền túi cho mình là admin nhé, bởi vì nó đang nằm trong admin thì mình để là admin để cho nó đỡ đỡ bị rối đấy. Và tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo là các bạn vào phần web, các bạn yêu đây vào admin đấy. Thế là được. Bây giờ các bạn test thử này, mình sẽ test thử nhá. Mình sẽ là admin cái
coefficient. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Bởi vì nó đang báo lỗi là bởi vì thằng này nó chưa có cái method index, thì mình sẽ có một cái này. Index. Đấy, thì ở đây mình cũng sẽ lấy một cái view của thằng bootstrap là gì nhỉ? Layout admin bootstrap 3. Mấy cái này nhìn nó hơi cũ nhỉ? Mình muốn dùng cái core theme cơ bản thôi chứ cũng không muốn dùng khá là nhiều phức tạp. W3 trước mình thấy nó có mà. Sẽ vào trang Gen Bootstrap này, trở về cái version 3 của nó ngày trước này, thì mình xem thử là cái theme của nó hiện tại nó còn không ấy. Trước đấy mình hay lấy những cái theme ở đây. Mình thì mình dùng những cái theme cơ bản thôi, nhưng mình không không cần phải. Trước thằng này nó có những cái theme nó khá là cơ bản. Nó chỉ có mỗi cái header header footer thôi, nó không 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 đây kiểu nó kiểu kiểu dạng là ok, để mình check xem thử. Đây các bạn nhìn này, mình sẽ chỉ lấy những cái basic như này thôi chứ mình không không cần phải lấy nhiều, bởi vì thực ra cái thằng trap này thì mình không không mình không cần phải sử dụng nhiều vì nó lắm. Ok, chắc mình sẽ lấy thằng này này. À không, thằng này nó nhìn nó hơi hơi nhìn nó hơi đây, khá là dùng thằng này đi. Đấy, đây. Thì mình sẽ sử dụng thằng này. Thì các bạn đầu tiên là các bạn nhân bản thằng này lên cho mình. Ở đây nó đang dùng cái bootstrap 5.2. Ok, được không sao, mình dùng bản bản này cũng được. Các bạn tạo cho mình một cái file layout nhé. Đây, layout đây rồi, master. Đây. Đấy. Ok. Ở đây cái file này thì các bạn sẽ gì, ở đây thì mình sẽ kế thừa lại cái header này, main content fix. Đây mình sẽ kế thừa từ cái thằng này, content đúng không? Ok, location này. Đấy, ở đây các bạn cũng sẽ là gì, extend admin.layout. Content stop
mình là partition. Đấy. Đây nhá, các bạn nhìn này. À. Ở đây là location này, các bạn chưa viết public return view admin chấm page chấm index đấy. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, ở đây nó đang còn gì, nó đang chưa loạn được CSS do là mình đang chưa yêu được CSS thôi. Ở đây đầu tiên này các bạn để CSS, cái link này là link CDN, mình sẽ để là dạng là link CDN nhé, mình chẳng muốn đau về làm gì cả, nó nặng ra. Đấy, tiếp tục là gì, ở đầu header này mình sẽ có một cái là bootstrap này. Đây các bạn đọc cho mình là admin nhé. Favicon. Đây. Những cái này thì các bạn là đọc. Để mình new. Đây. Mình gắn thêm cái link này nữa để cho nó chạy. Đợi và replace. Ok, tạm thời là đủ link đấy. Đây con thằng này. Đấy các bạn nhìn thấy, ok chưa? Cái chỗ từ location này thì làm sao nhỉ? MT5 này là của thằng entity. Nhưng mà thằng này nó đang không ăn MT5 đấy. Thì là do gì? Đây. Ở đây nó đang thiếu một cái file. Mình đang yêu thiếu một cái file nữa, phải select. Đây. Còn thiếu một cái file này nữa. Đây chưa? File này XSS nhỉ? Ok. Đấy, nó còn một cái file này nữa là dẫn tới việc à. Đây, cái file này mình sẽ để dưới này nhé. Okay. Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là được à, mình đã có được một cái theme ở đây các bạn. Phòng trọ 123. Ở đây các bạn nào. Trang chủ. Ở đây thì các bạn sẽ có là location. Location category. Đấy. Bỏ đi demo này đi. Đấy, ok. Ở đây những cái này thì sau này khi lên phần admin thì mình sẽ sau khi làm xong phần tên giả xóa mình sẽ phân quyền sau nhé. Đây, để hết tiếng Anh, các bạn để hết tiếng Anh cho mình không? Đấy. Copy này. Trong phần này. Đấy. Ok. Yeah.
Ok, thì bài này mình đã tạo xong cái phần layout core admin. Đấy, ở video sau mình sẽ tiến hành làm phần quản lý location.